Rất vui được gặp lại những khán giả quen thuộc của chương trình Chào Buổi Tối. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình kỹ thuật số VTC14, kênh VTC1 và VTC2. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 5, tôi là Thanh Mai. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua nội dung chính của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Công an huyện Bình Giang, Hải Dương bắt giữ 4 học sinh bị nghi là thủ phạm ném đá hàng loạt ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Khám phá hậu trường lồng tiếng cho các bộ phim từ hoạt hình Hollywood cho đến phim bộ Hồng Kông và thậm chí là phim Ấn Độ. Trong chuyện tối nay, mời quý vị cùng chúng tôi bàn về chuyện thương con bao nhiêu là đủ. Mục sở thị cuốn hộ chiếu đặc biệt của người quyền lực nhất nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama nhân dịp ông sắp sang thăm Việt Nam. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì người tham gia giao thông ở trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không khỏi lo lắng vì hàng loạt phương tiện bị ném đá, gây thiệt hại cả chục triệu đồng và quan trọng hơn là gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc thì sáng nay, 4 nghi phạm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương bắt giữ và lấy lời khai. Và có nhiều điều bất ngờ khi các nghi phạm bị bắt giữ. Đầu tiên là đối tượng, họ đều là học sinh trẻ, là những học sinh tuổi đời từ 14 đến 16. Hai là tại cơ quan điều tra thì các em cho biết là chỉ ném đá ở các phương tiện khi đang lưu thông trên đường cao tốc với mục đích cho vui, không ngoài mục đích gì khác. Và khi thực hiện hành vi thì cha mẹ các em đều buôn bán hoặc làm ăn xa nhà. 4 nghi phạm đã tham gia ném đá trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều trú tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Qua điều tra ban đầu, hành vi tổ chức ném đá vào phương tiện giao thông trên cao tốc được thực hiện từ đêm ngày 12 tháng 5 nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong ngày 13 tháng 5, hành vi của các đối tượng này đã khiến 5 phương tiện khác bị hư hỏng. Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nhận định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, có thể gây nguy cơ tai nạn thảm khốc. Đây là những đối tượng lêu lổng, ăn chơi, đua đòi và bố mẹ làm ăn xa, thường xuyên vắng nhà nên không có người giám sát hay giáo dục đến nơi đến chốn. Vâng, thưa quý vị, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mặc dù mới được đưa vào khai thác 6 tháng, nhưng đến nay thì đã xảy ra 10 vụ ném đá vào các phương tiện đang lưu thông. Đây là tuyến đường phương tiện được phép lưu thông tới 120 km/h. Vì thế mà việc ném đá vào xe đang chạy với vận tốc cao là rất nguy hiểm, có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Và có một thực tế rất đáng buồn, đó là các vụ tai nạn ném đá trên đường cao tốc thì đều liên quan tới đối tượng học sinh, tuổi đời còn rất trẻ. Nguyên nhân được cho là do sự lơi lỏng trong công tác giáo dục của gia đình, nhà trường. Các em có lẽ không nhận thức được hành vi ném đá vào phương tiện lưu thông thì có thể gây ra những tai nạn như là chết người. Và để ngăn chặn tình trạng này, không còn cách nào khác, đó chính là các gia đình cũng như xã hội cần phải tăng cường sự nhắc nhở giáo dục các em thường xuyên hơn. Ngày hôm nay 18 tháng 5 đã là ngày thứ tư mà hai gia đình ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội phải sống trong tâm trạng lo lắng tột độ khi con gái của họ mất tích không rõ lý do. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra sự việc, đặc biệt là nhiều trinh sát có kinh nghiệm được huy động để tìm kiếm manh mối của hai cháu bé. Theo Thượng tá Đặng Ngọc Hân, Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, mấy ngày qua, Công an huyện đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong điều tra phá án, có mặt tại địa bàn nơi xảy ra vụ việc hai cháu bé Nguyễn Thị Trang 9 tuổi và em họ là Tạ Thu Trang 10 tuổi mất tích. Ngoài ra, mọi mối quan hệ của gia đình hai cháu cũng được sàng lọc kỹ càng. Các mũi trinh sát cũng được tỏa ra để tìm kiếm manh mối. Mọi ngõ ngách ao hồ trên địa bàn cũng đang được khẩn trương rà soát. Công an huyện Phú Xuyên cũng cung cấp số điện thoại 043385-4201 để quần chúng có thể thông báo các thông tin liên quan đến hai cháu bé mất tích. Cơ quan công an cho biết sẽ giữ bí mật mọi thông tin về người cung cấp tin. Và
Và cũng xin được nhắc lại một chút về diễn biến vụ việc. Trao đổi với chương trình, chị Trần Thị Dung là mẹ cháu Nguyễn Thị Trang cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 5, bé Nguyễn Thị Trang tới nhà bé Tạ Thu Trang chơi. Đến khoảng 17:30 cùng ngày, bé Tạ Thu Trang đã xin phép mẹ sang bà ngoại ở cách đó khoảng 200m để ăn bún. Cho đến 19 giờ, hai gia đình đến nhà bà ngoại để có thể đón con về thì mới ngã ngửa khi bà ngoại không thấy hai cháu sang chơi. Ngay khi đó, tất cả gia đình, họ hàng, người trong thôn đã đổ đi tìm các cháu, thậm chí tìm ở khắp các nơi như là ao hồ cũng không thấy. Vâng, và người trong gia đình cho biết là hai cháu bé bị mất tích đều ngoan ngoãn học chăm. Trước thời điểm các cháu mất tích thì gia đình cũng cho biết là không thấy các cháu có biểu hiện gì bất thường. Quý vị nếu có thông tin có thể cung cấp cho cơ quan công an theo số điện thoại vừa hiển thị ở trên màn hình. Thưa quý vị, ai trong chúng ta thì cũng đều có những phương tiện cá nhân như là xe máy hay là ô tô. Nếu như khi đổ xăng mà nhận thấy không được đầy bình như mọi lần, hẳn là hầu hết chúng ta cũng chỉ thường than phiền hay cùng lắm là thắc mắc vài câu với nhân viên. Chúng ta ít khi và cũng khó mà có thể biết được là bản thân mình đã bị móc túi bao nhiêu khi đến một cây xăng gian lận. Vâng, nhưng quý vị và các bạn có biết không, số tiền gian lận ấy có thể lên tới cả tỷ đồng. Và cây xăng mà chúng tôi muốn nhắc tới ở đây chính là cửa hàng 436 Trần Cát Chân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày hôm nay 18 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố 16 bị can từng làm việc cho cửa hàng xăng này về hành vi lừa dối khách hàng. Theo kết luận điều tra, các đối tượng đã mua và lắp chip gian lận vào các trụ bơm xăng. Mỗi con chip giúp gian lận từ 1% đến 6% lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng. Nhờ việc gắn chip gian lận, trung bình mỗi ca, nhóm nhân viên cây xăng 436 Trần Cát Chân được chia từ 400 đến 600 ngàn đồng một người. Riêng cửa hàng trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh được chia tiền theo tháng, với mức từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Sau khi vụ việc bị phát giác, 16 bị can lừa dối khách hàng đã tự nguyện nộp tổng số tiền là hơn 1,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Sự việc diễn ra từ tháng 4 năm 2014 và bị phát hiện vào tháng 12 năm 2015. Đây được xác định là vụ gian lận móc túi khách hàng mua xăng dầu có quy mô lớn nhất bị phát hiện và xử lý tại Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, hẳn là quý vị cũng đang thắc mắc về việc chip điện tử này hoạt động ra sao phải không ạ? Tại cây xăng 436 Trần Cát Chân, chỉ các cột bơm xăng số 2, 4 và 5 thì được gắn chip, và chip này thì được nối đường dây vào công tắc bật tại phòng ghi hóa đơn bên trong ở cửa hàng. Và hoạt động thông qua công tắc này, tinh vi hơn nữa, một thời gian sau để tránh việc sử dụng công tắc dễ bị phát hiện, cửa hàng cây xăng này thì đã thay bằng hệ thống điều khiển từ xa cho 3 con chip với giá 21 triệu đồng. 3 bộ điều khiển được để ở trong hòm đựng tiền để các nhân viên cây xăng thay nhau điều khiển. Khách hàng thì có thể không thể nào mà có thể để mắt đến việc thiếu hụt cái lượng xăng mà đã mua. Nhân viên thì tạm thời tắt chip để tránh bị nghi ngờ khi phát hiện. Vâng, khi chip điện tử gian lận hoạt động thì lượng xăng thực chảy ra được tính qua đồng hồ công tơ mét đo xăng bao giờ cũng thấp hơn so với đồng hồ đếm hiển thị ở trên màn hình để tính tiền cho khách. Và đến cuối ca, sau khi kiểm tra đồng hồ cơ để tính xăng, đối trừ đi số đo khi nhận từ ca trước thì sẽ ra số xăng thực tế bán cho khách hàng. Phần tiền thu được bán cho khách hàng trong ca sau khi trừ đi tiền phải thanh toán nộp lên công ty theo số đo hiển thị ở trên đồng hồ công tơ mét đo xăng sẽ được chia đều cho các nhân viên. Vâng, và đó cũng là lý do mà những nhân viên xăng dầu này bào chữa cho hành vi gian lận của mình là họ muốn cải thiện cuộc sống. Toàn bộ nhân viên cửa hàng thì đều biết là việc lắp chip điện tử và họ cũng được hướng dẫn cách sử dụng. Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 năm 2016 đang diễn ra tại Pháp và đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ khắp thế giới. Thảm đỏ sự kiện cũng đã có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám. Đại diện Việt Nam tham gia liên hoan phim bên cạnh Lý Nhã Kỳ với tư cách là nhà tài trợ, còn có nữ diễn viên Angela Phương Trinh. Và cô đến Pháp với tư cách là khách mời của Cục Điện ảnh chứ không phải là khách mời từ một hãng rượu nào đó như một số diễn viên dự liên hoan phim Cannes các năm trước đó. Và người đẹp thì vừa gây chú ý khi mà xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục mang đậm tinh thần dân tộc. Và chúng ta sẽ cùng nghe cô chia sẻ về quá trình chuẩn bị để đến với một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất thế giới như thế nào nhé. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện đầu tiên ở Cannes, Angela Phương Trinh chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Với sự hỗ trợ của stylist Hoàng Cu, cô dành 2 tháng để chọn 20 bộ trang phục phù hợp với từng hoạt động. Mà
ngoài phần trang phục thì còn một phần rất là quan trọng không thể thiếu, đó chính là makeup. Và Trinh luôn muốn cho vẻ ngoài thật là hoàn hảo hết mức khi xuất hiện trước công chúng, và nhất là trong sự kiện đặc biệt quan trọng như thế này. Và đi cùng Trinh trong chuyến đi lần này sẽ là anh Hy Quang. Trinh trao dồi ngoại ngữ và cũng tìm hiểu thêm về văn hóa để giao tiếp tốt với lại những khách mời trong buổi tiệc ngày hôm đó. Trinh cũng dành thời gian rất là nhiều để mà mình tham khảo những bộ phim đề cử trong năm nay. Và Trinh hy vọng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ làm cho quý vị khán giả sẽ hài lòng. Trước ngày lên đường, Angela Phương Trinh không tiết lộ cụ thể về những trang phục mình sẽ diện trên thảm đỏ để khiến khán giả bất ngờ. Và trong ngày đầu tiên có mặt tại Cannes, cô chọn bộ trang phục mang hơi hướng áo dài cách điệu, đậm chất Việt Nam. Họa tiết em bé trước thân áo được lấy cảm hứng từ tranh đồng hồ và thêu tay tỉ mỉ. Bộ áo dài cách điệu này là thiết kế nằm trong bộ sưu tập viên mãn của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, vừa được trình làng trong tuần lễ thời trang Việt Nam vừa qua. Khi những hình ảnh đầu tiên này được chia sẻ, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên, bởi ngoài việc trang phục phù hợp với vóc dáng, cô và ekip còn được đánh giá cao khi chủ động quảng bá nền văn hóa dân gian của Việt Nam trong một sự kiện mang tính chất toàn cầu. Quý vị khán giả hẳn đã không còn xa lạ gì với những bộ phim nước ngoài chiếu rạp hoặc là chiếu trên truyền hình được lồng tiếng rất công phu thay vì được chạy phụ đề hoặc là thuyết minh. Từ phim hoạt hình Hollywood cho đến phim bộ Hồng Kông và mới đây là các phim dài tập của Ấn Độ. Vâng, và khi xem phim thì khán giả nhiều khi lầm tưởng rằng đó là phim Việt Nam vì các diễn viên lồng tiếng thì quá thật và sinh động. Nhiều giọng lồng tiếng thậm chí đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với khán giả dù chúng ta chưa một lần được nhìn thấy mặt họ. Trong phóng sự sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị khám phá hậu trường của quy trình lồng tiếng cho một bộ phim. Dưới sự hướng dẫn của chỉ đạo âm nhạc Viết Thanh, Thierry đang thực hiện lồng tiếng cho nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney sắp được công chiếu tại Việt Nam. Tuy chỉ diễn xuất bằng tiếng, thế nhưng diễn viên lồng tiếng không chỉ là một người thợ nói, bởi không chỉ đơn thuần chỉ là nhái giọng hay khớp tiếng, mà các diễn viên lồng tiếng sẽ phải nhập vai để có thể bộc lộ những cung bậc hỉ nộ ái ố của nhân vật. Nó đi rồi. Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Không không, họ bắt ta đi rồi. Và việc lồng tiếng cho phim hoạt hình bom tấn của Hollywood thì lại càng đòi hỏi nhiều hơn những kỹ năng độc đáo. Con trai à, ai trong hai chúng ta mới là người đã băng qua đại dương hả? Chúng ta phải làm gì đó, con bé không nhớ được gì hết đâu. Hoạt hình thì bao giờ nó cũng cường điệu, những cái hình ảnh bao giờ nó cũng cường điệu hết. Thì cái cách diễn á, nó mình phải diễn chân thật, mình phải diễn đời. Đồng thời trong cái diễn đời đó mình phải over nó chút xíu. Cái gì nó cũng phải over nhỏ nhỏ chút xíu lên thì nó mới hợp với cái dạng phim hoạt hình. Chứ mình không thể nào mình diễn giống như bình thường được. Con nói gì? Đối với phim của các hãng điện ảnh lớn như Disney, Pixar thì các diễn viên lồng tiếng sẽ thực hiện việc thu âm lần lượt từng người một như thế này để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật. Còn với phim truyền hình, tuy không khí phòng thu có thoải mái hơn với ekip có khi lên tới 9 người, nhưng lại đòi hỏi ở từng diễn viên lồng tiếng những kỹ năng và kinh nghiệm mà chỉ có người thâm niên trong nghề mới có được. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thêm giờ! Đi! Trong phim bộ thì đa số là đều phải đảm nhận từ hai vai trở lên, và có khi là hai vai đó phải đụng nhau nói suốt, nhiều khi nói suốt luôn. Mỹ Ngọc à, con sao vậy? Người cứ động đậy liên tục. Cha con đang nói chuyện với con, sao con không trả lời? Cha ơi, con không khó chịu gì hết, con chỉ thấy hơi đói thôi à. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Ví dụ như hồi trước lòng cái phim lòng vai Tiểu Yến Tử và Dung Mama đó, thì hai cái con người đó đối nghịch với nhau về cái tuổi tác cho tới cái tính cách cũng vậy. Tiểu Yến Tử thì liếm thoát, còn Dung Mama thì già rồi mà cũng dữ dằn lắm, cho nên là khi mà hai người đó đối thoại với nhau thì hay bị lộn tâm giọng. Ít người biết mặt, thậm chí tên chỉ xuất hiện mấy giây sau khi bộ phim kết thúc. Nhưng các diễn viên lồng tiếng chính là những người mang những bộ phim bom tấn của thế giới hay gần gũi trong khu vực đến với khán giả Việt Nam đều đặn mỗi ngày. Đúng vậy đó, bà trả lời cái gì? Các người cứ yên tâm.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm công du đến Việt Nam vào ngày 23 tháng 5 tới. Với bất kỳ ai để đi ra nước ngoài thì vật dụng không thể thiếu là một cuốn hộ chiếu. Vậy nên hẳn là nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, ông chủ Nhà Trắng thì có cần có hộ chiếu mỗi khi ra nước ngoài hay không? Và nếu có thì nó sẽ trông như thế nào? Vâng, câu trả lời chắc chắn là có. Thư ký riêng của Tổng thống Mỹ là Kathy Johnson còn tiết lộ là ông Obama đã được làm hộ chiếu mới khi trở thành Tổng thống thứ 44 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng mục sở thị cuốn hộ chiếu của người quyền lực nhất nước Mỹ. Có thể thấy là cuốn hộ chiếu này cũng giống như tất cả các cuốn hộ chiếu thông thường của các công dân Mỹ khác, với đầy đủ thông tin về họ tên, ngày sinh, quê quán. Thông tin trên hộ chiếu ghi rõ ông Barack Obama, quốc tịch Mỹ, sinh tại Hawaii vào ngày 4 tháng 8 năm 1961. Tuy nhiên, có một điều khác biệt là trên hộ chiếu của ông Obama, đó là dòng chữ người mang hộ chiếu này là Tổng thống Mỹ. Hộ chiếu của Tổng thống Mỹ được cất ở một nơi đặc biệt an toàn. Mỗi khi ra nước ngoài công cán, các nhân viên ngoại giao sẽ đảm nhiệm việc giữ cuốn hộ chiếu này và làm các thủ tục ngoại giao cần thiết. Tờ Washington Post từng xác nhận ông Obama có hộ chiếu. Thậm chí là hồi năm 2015, thông tin hộ chiếu của ông cùng hàng chục nguyên thủ quốc gia khác có mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 đã vô tình bị lộ do sai sót của cơ quan xuất nhập cảnh Australia. Và cũng có thể nói là không có gì là bất ngờ khi một công dân nào đó trên thế giới khi đi ra nước ngoài phải cần đến hộ chiếu. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng có một người được ban đặc quyền và xét trên phương diện nào đó thì còn lớn hơn cả Tổng thống Mỹ. Đó chính là Nữ Hoàng Anh, người mà không cần hộ chiếu, bà có thể đi được khắp mọi nơi trên thế giới. Vâng, quả đúng như vậy. Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị cũng là người duy nhất ở Anh không cần có hộ chiếu. Trong khi đó thì các thành viên Hoàng gia Anh vẫn cần phải có cuốn sổ nhỏ này để đi các nước. Tuy nhiên, điều thú vị là bên cạnh đặc quyền nói trên thì người phụ nữ này còn có rất nhiều những đặc quyền đặc biệt khác. Và chúng ta có thể kể đến bà chính là người sở hữu toàn bộ số thiên nga ở trên dòng sông Thêm, toàn bộ số cá voi, cá heo và cá tầm trong vùng biển của nước Anh. Và bà cũng có quyền sa thải toàn bộ nội các của chính phủ Australia và thậm chí là lái xe thì không cần bằng lái và không phải đóng thuế. Cùng với đó là những đặc quyền thú vị khác nữa. Vâng. Thưa quý vị, nhiều trang tin quốc tế vừa đồng loạt đăng tải thông tin về một người cao tuổi dám đương đầu với một trong những loài động vật mạnh nhất của giới tự nhiên. Vâng, chúng tôi đang muốn đề cập đến một ông cụ 72 tuổi người Australia, người đã thành công trong việc đánh đuổi con cá sấu vì sự an nguy của bạn mình. Cả hai nạn nhân đến từ bang Victoria và gặp nạn khi đang kéo lưới bắt cua hôm 17 tháng 5 tại vùng nước mặn ven biển gần Darwin. Một con cá sấu nước mặn hung dữ đã tiếp cận thuyền của họ và húc lật chiếc thuyền, khiến cả hai nạn nhân rơi xuống nước. Người bạn khoảng 50 tuổi di chuyển cùng với thuyền của ông cụ bị mắc kẹt bên dưới chiếc thuyền, không thể thoát ra được. Ngay sau đó, vài con cá khác lao tới vây xung quanh chiếc thuyền và hai nạn nhân của chúng. Ở cái tuổi thấp thật, cổ lai hy, người đàn ông can đảm nói trên vừa phải chiến đấu chống lại đàn cá sấu hung dữ, vừa ra sức tìm cách cứu bạn khỏi chết đuối. Cụ ông đã ném clê, buji và bất cứ đồ gì ông có trong tay về phía lũ cá sấu để ngăn chúng tiếp cận mình. Cụ ông đã phải cầm cự ở đây trong suốt 3 giờ với những người đánh bắt cua khác, nghe thấy tiếng cầu cứu của ông. Những người này đã giải cứu và đưa ông cụ trở lại thuyền, đồng thời vớt thi thể người bạn xấu số. Cụ ông sống sót bị sốc nặng, mất nước và đã được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện gần đó bằng trực thăng. Trẻ nhập cư vốn chịu nhiều mặc cảm trước trẻ bản địa đồng trang lứa, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Để giúp các em hòa đồng và vượt qua trở ngại trong kỹ năng đọc, mới đây thành phố New York của Mỹ đã áp dụng chương trình có tên gọi Chó phụ trợ giáo dục khả năng đọc, với sự giúp đỡ của những chú chó để cải thiện khả năng của các học sinh tiểu học đọc chậm hay là nhút nhát. Chú chó Izzy ngoan ngoãn đang dựa cằm lên người cô bé lớp 3 Ellen ở trường công lập 57 của New York, lắng nghe chăm chú từng từ cô bé đọc to từ cuốn sách Cam Jackson, Bí ẩn của một chú hề xiếc. Chỉ vài tháng trước đây thì việc đọc sách của cô bé là rất khó khăn. Những chú chó trị liệu giống như Izzy, với đôi mắt trong veo, chiếc đuôi ve vẩy, là trái tim và linh hồn của chương trình Chó phụ trợ giáo dục khả năng đọc. Những đứa trẻ sẽ học đọc dễ hơn khi có những chú chó bên cạnh. Bởi trẻ em khi học đọc thường có tâm lý sợ bạn bè hoặc người lớn chê cười. Nhưng đọc cho một chú chó nghe thì sẽ không bị phê bình khi đọc sai. Ngoài việc giúp trẻ em đọc được, chương trình chó trị liệu còn giúp trẻ em hứng thú hơn với việc đọc, khiến chúng hào hứng hơn với việc đến trường. Hiện chương trình đã được triển khai tại 10 trường học ở thành phố New York, trong khi nhiều trường khác cũng đăng ký tham gia vào chương trình thú vị này.
Xin được tiếp tục bản tin với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay bằng một sự việc đau lòng nhưng cũng gây không ít tranh cãi trong vài ngày gần đây, câu chuyện về một người đàn ông tại thành phố Hồ Chí Minh chém chết con rể, sau đó ra đầu thú. Nguyên nhân dẫn đến hành động của người cha là vì người con rể thường xuyên đánh đập, hành hạ người vợ khiến người cha không chịu đựng nổi, khiến người con gái không chịu đựng nổi nên bỏ về gia đình mẹ đẻ. Tuy nhiên, người chồng nát rượu thì vẫn không buông tha, tiếp tục đến nhà bố vợ để chửi bới, thậm chí là đánh đập vợ. Và trong cơn giận để bảo vệ con gái, người đàn ông đó đã chém chết anh ta, sau đó bình thản dùng xe máy chở cái xác đi đầu thú. Vâng, quả là một câu chuyện rất đau lòng. Xung quanh sự việc này thì nhiều người cũng đã liên tưởng đến vấn đề mà gia đình nào cũng quan tâm, đó là chuyện yêu thương, bảo bọc và giáo dục con cái như thế nào để chúng có thể thích ứng và chống đỡ với những khó khăn trong cuộc đời. Và chuyện tối nay ngày hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị một vài quan điểm về chủ đề này. Trước hết thì xin mời quý vị cùng theo dõi một vài ý kiến về sự việc tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Những bình luận trái chiều liên tục mấy ngày qua trên các mạng xã hội, thông cảm và chê trách cũng có. Trong một phút cuồng nộ, để bảo vệ con gái, người đàn ông này đã chém chết con rể, sau đó dùng xe máy chở cái xác đi đầu thú. Nguyên nhân dẫn tới tội ác đó chính là việc anh con rể thường xuyên đánh đập hành hạ vợ. Tâm trạng người bố nào khi mà biết con gái mình mà bị đánh đập như thế thì đều tâm lý chung là sơ sót con gái mình. Vì cái gì nó có giới hạn của nó thôi. Khi nó quá ấy quá thì không chịu được thì thử kết thúc. Thương con ông giết thì ông tức đấy. Hay là lúc đấy phát khủng rồi thì ông... Sau đó ông lại bế lên ra ông tự thú là ông mới thấy là ông ấy sai rồi. Có lẽ trong tất cả các vụ giết người thì đây là một vụ việc đặc biệt. Vì hung thủ nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Tuy nhiên, sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật, chúng ta không thể dùng tình yêu với con cái để biện minh cho tội ác mà người cha đã gây ra. Con thế thì không nên, có hơi tí giết người thì không nên. Con rể đánh con gái mình thì là không chấp nhận được, nhưng mà đến không đến mức mà mình phải giết người ta như vậy ạ. Nếu mà người nào cũng hành động như người cha đó thì ắt là xã hội này sẽ không ra cái trật tự gì cả. Với nhiều người, đây là một cái kết đau lòng đối với cả hai gia đình. Nhưng nhìn thấy nỗi đau phía sau mỗi tội ác thì chúng ta sẽ có thêm động lực và quyết tâm để ngăn chặn chúng. Thưa quý vị, trên mạng xã hội hiện nay thì đang có rất nhiều những cuộc tranh luận gay gắt xung quanh câu chuyện đau lòng này. Có người thì cho rằng hành vi của người bố vợ tên Nam trong câu chuyện này vốn ẩn chứa những uẩn khúc ở đằng sau, đó là tình thương của một người cha khi chứng kiến đứa con gái của mình nhất mực yêu thương bị hành hạ bởi một người chồng vũ phu. Vâng, tôi thì có theo dõi những cuộc tranh luận này. Trong nhiều lời bàn luận thì một số thành viên ở trên mạng xã hội tự nhận là hàng xóm của gia đình ông Nam cho biết, bình thường thì ông Nam là một người hiền lành, chịu thương, chịu khó, chẳng la mắng ai bao giờ và sống rất thân thiện với hàng xóm. Và kinh tế gia đình thì cũng không khá giả. Họ suy luận rằng vì hoàn cảnh nên ông Nam mới hành động như thế, bởi vì anh con rể đã nhiều lần tới nhà quậy phá, đánh vợ và nhiều lần ông Nam khuyên can thì còn bị đánh. Xét về lý thì ông Nam sai hoàn toàn, nhưng xét về tình thì ông cũng thật đáng thương và đáng để thông cảm. Vâng, còn cá nhân tôi thì tôi lại nghĩ rằng là người cha ở đây thì cũng vừa đáng trách nhưng mà thực sự là cũng vừa đáng thương. Bởi như chúng ta vẫn nói, phải sinh con thì mới biết lòng cha mẹ. Và không có một cái nỗi đau dây dứt ám ảnh nào hơn khi mà chính cha mẹ phải chứng kiến núng ruột của mình sinh ra, nâng niu chăm sóc và nuôi dưỡng bị người khác hành hạ, cho dù đó có là con rể của mình, người mà chính con gái của mình lựa chọn được yêu thương và gắn bó suốt đời. Vâng, cá chuối đắm đuối vì con phải không ạ? Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện và thậm chí là sẵn sàng hy sinh cả bản thân vì con. Như vậy có thể lý giải cho hành động của người cha trong câu chuyện là xuất phát từ sự yêu thương, xót xa cho hoàn cảnh của con gái. Vậy nên dù biết là mang tội nhưng ông Nam vẫn hy sinh mình để bảo vệ cho con gái của mình. Vâng, và nhà báo Phạm Trung Tuyến, phó giám đốc kênh VV Giao thông Quốc gia thì cũng đã có bài viết phân tích về vụ việc này. Trong đó thì anh đã nhìn nhận sự việc này dưới một góc nhìn khác. Theo anh thì không phải bất cứ người đàn ông nào thì cũng đủ sức mạnh để luôn đảm bảo cho con gái của mình an toàn trước bạo lực. Bởi thế mà họ tuân thủ luật pháp, chấp nhận luật pháp để có thể yên tâm được che chở bởi bàn tay của luật pháp. Nhưng có thể trong trường hợp này thì luật pháp đã không giúp được con của ông Nam. Con gái ông Nam bị đánh đập nhiều lần bởi người chồng bạo lực mà không ai có thể bảo vệ. Cô phải trốn về nhà cha mẹ của mình để tìm kiếm sự an toàn. Nhưng ngay cả điều đó thì cũng không cứu nổi cô khi gã chồng say xỉn thì vẫn tiếp tục tìm đến. Không còn cách nào khác để bảo vệ con mình thì ông Nam đã phải lựa chọn một cách đau lòng nhất, đó là loại bỏ người con rể vũ phu.
Và theo nhà báo Phạm Trung Tuyến thì lựa chọn của người cha đó là kết quả của một quá trình có thể nói là suy tính kỹ càng, một quyết định trả giá của người cha để đổi lại sự tự do cho con gái. Vâng, nhà báo Phạm Trung Tuyến đã nêu ra một vấn đề tồn tại trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình hiện nay. Theo nhiều người, sự việc của ông Nam nếu có đưa ra chính quyền địa phương để giải quyết thì sẽ chẳng mấy hiệu quả. Bởi những vụ việc chồng bạo hành vợ thường không xử nặng được, hình phạt thì cũng không đủ tính răn đe. Tuy nhiên, cảnh này sẽ không xảy ra nếu mỗi người nhận thức được rõ quyền của mình. Nếu phụ nữ có thể giải quyết, có thể mạnh mẽ hơn, chứ đừng là người cam chịu. Và nếu có một chế tài xử phạt nặng hơn cho vấn đề bạo lực gia đình thì câu chuyện đau lòng đã không xảy ra. À vâng, và đó cũng là một quan điểm, nhưng cá nhân tôi thì lại cho rằng trong trường hợp này, ngay từ đầu, nếu ông Nam dạy con gái của mình những kỹ năng để đối phó với các tình huống ở trong cuộc sống, hoặc ít nhất ngay từ đầu ông phản đối cuộc hôn nhân kia, thì bi kịch gia đình đã không diễn ra. Bởi dù có thương con, nhưng hành vi dùng dao để tước đoạt mạng sống của một người khác thì có thể nói đó là một hành vi không thể chấp nhận được. Mạng sống của người ta là một thứ không thể bất khả xâm phạm, không ai được phép và không vì bất kỳ một lý do, một lời biện minh nào mà chúng ta có quyền tước đoạt tính mạng của người kia. Và ông Nam hành động vì thương con cái, vậy còn tình cảm của những người làm cha, làm mẹ của con rể ông thì sao? Vậy nên chúng ta thương con không có nghĩa là chúng ta có thể xuống tay với người khác để bảo vệ đứa con của mình. Vâng, tôi hiểu ý của chị. Hành động của ông Nam không phải là hành động thể hiện tình yêu thương một cách đúng cách. Câu chuyện buồn có thể bắt nguồn từ chính người cha, chính sự giáo dục trong gia đình. Bởi thương con là dạy cho con và trang bị bản lĩnh, kỹ năng để con đối phó với mọi tình huống trong cuộc sống. Thương con không có nghĩa là phải ra tay làm hết tất cả mọi việc, bao bọc cho con từ trứng nước cho tới khi trưởng thành và thậm chí là còn lâu hơn thế nữa, khiến người con luôn phụ thuộc vào cha mẹ của mình. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là tình yêu thương vô bờ bến, nhưng bố mẹ cũng đâu có thể sống đời để luôn bảo vệ và che chở cho con được. Vâng, và hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị trừng trị bởi pháp luật. Thế nhưng xung quanh câu chuyện này thì vẫn có rất nhiều những lời băn khoăn, suy nghĩ và trăn trở. Bằng chứng là những sự tha thứ của cộng đồng đối với một tình yêu có thể nói là sai lầm của một người cha. Và để không rơi vào tình cảnh này thì có chăng là sự giáo dục tại mỗi gia đình, ý thức bảo vệ chính mình trước mọi tình huống có thể diễn ra trong cuộc sống, là điều chỉnh phù hợp của luật pháp bảo vệ người phụ nữ trong hoàn cảnh mà chính họ bị áp lực và bị bạo lực gia đình. Vâng, và đó cũng chỉ là một số quan điểm của chúng tôi trong chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Và quý vị các bạn có thể có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.